Theo kế hoạch, đến cuối tháng 4 năm 2022, đội công binh số 1 với 184 thành viên chính thức sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ UNITFA ở khu vực ABA nằm giữa biên giới hai nước Sudan và Nam Sudan. Để chuẩn bị cho việc thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, sáng nay, những trang thiết bị của đội công binh số 1 đã bắt đầu được vận chuyển sang phái bộ. Toàn bộ trang thiết bị đợt này có 147 xe, máy các loại bao gồm các loại xe, máy công binh công trình, các loại xe tải, trong đó có cả những xe bảo vệ lực lượng với tổng khối lượng khoảng 2.000 tấn. Tất cả các trang thiết bị đều được đảm bảo an toàn, gia cố cẩn thận trước khi vận chuyển sang phái bộ UNISPA. Các vấn đề về tháo lắp những cái bộ phận có thể dễ vỡ ra để chúng ta cho vào container. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải gia cố những cái thiết bị trên xe mà chúng ta không thể tháo ra được. Ví dụ như là bình xăng, bình ắc quy để tránh trường hợp mà trên đường dọc đường đi chúng có thể bị mất trộm hoặc là có thể bị cướp bóc trên dọc đường vận chuyển. Thì tất cả những cái công tác về bảo đảm an toàn thì đã được chuẩn bị rất đầy đủ. Dự kiến từ nay đến ngày 4 tháng 4, toàn bộ những trang thiết bị này sẽ được vận chuyển đến cảng Hải Phòng, sau đó sẽ bốc xếp lên tàu và di chuyển đến phái bộ để phục vụ cho hoạt động gìn giữ hòa bình của đội công binh số 1 của Việt Nam.